Nguyễn Thị Bé, cô gái không may sinh ra bị mắc dị tật sứt môi hở hàm ếch, đến từ Kon Tum mang theo khát khao được lột xác để có thể thực hiện ước mơ của mình là thi đỗ vào Nhạc viện Hồ Chí Minh. Với bé, dị tật sứt môi hở hàm ếch đã trở thành rào cản để ngăn cô đến với thế giới bên ngoài. Bé mang theo hành trang là tình yêu thương của mẹ cha và gia đình để đến với hành trình lột xác một năm. Cũng như nhiều thí sinh khác tại nhà chung của hành trình lột xác, bé luôn nhận được sự ấm áp, yêu thương và đùm bọc của các thí sinh trong mái nhà ấy. Vẻ bề ngoài có vẻ trầm, nhưng thực tế bé là một người rất kiên cường và mạnh mẽ. Chính bé đã có những trải lòng rất chân thành về khoảng thời gian sống tại nhà chung, về ca đại phẫu sắp tới của cuộc đời mình. Đằng sau vẻ bề ngoài nhu mì của bé, ta sẽ thấy đấy là một cô gái vô cùng dễ thương, hiền lành và hay cười. Khi được hỏi đi xa và lâu như vậy, có nhớ nhà không? Bé không ngại ngần mà chia sẻ đầy lạc quan rằng: Em á, trước giờ em đi làm á, thường thường là có 2 tháng là em về 1 lần ấy. Đây là lần đầu tiên mà em xa nhà một thời gian mà dài như thế này. Em cũng hơi lo cho mẹ, kiểu tính mẹ em thương em mà cứ ngày nào cũng gọi quen rồi ấy. Sau khi biết em phải ở này mấy tháng chắc mẹ em cũng buồn lắm, nhưng mà em nghĩ là mọi người sẽ vượt qua được. Ở nhà mọi người thì em sẽ sống tốt và chờ em về. Cùng hy vọng rằng bé sẽ có thật nhiều những kỷ niệm đáng nhớ tại nhà chung và có màn lột xác thật ngoạn mục. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để là những người đầu tiên cập nhật những video mới nhất về hành trình lột xác một năm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!